Xin chào các bạn đã quay lại với A2 Exploring, và hôm nay chúng ta sẽ đến với series The Code. Đây là căn phòng cuối cùng mà chúng ta đã chờ đợi khá là lâu trong series này. Thì chúng ta đã đến được căn phòng cuối cùng, và bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu xem điều gì đang chờ đón chúng ta ở phía trước. Kiểm tra, không có gì cả ngoài một cái nút bấm biến tới. Cho vũ khí kìa. Ây da, Creeper, tránh ra. Ôi ôi, Witch nữa. Một, có bộ đếm nữa. Ây ê, ở đâu vậy? Không thấy luôn. Chín. Ui, hết máu rồi. Chín. Hồi nãy bộ đếm đó là chín. Chúng ta sẽ hai hả? Chín, hai. Bộ đếm nó đưa chúng ta lên, nó reset nữa rồi. Map đâu? Dính đầy người hết luôn. Gì vậy? Không hiểu. Tự nhiên lại chúng ta lại được chuyển về phía đây là sao? Chúng ta chỉ mới có hai lần mà thôi. Rồi, bánh trái gì đâu, cho thêm đi. Quay lại. Tại sao lại như vậy? Tại sao nó lại như vậy? Zombie Creeper. Tránh xa tao ra, Creeper. Ôi, 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 ôi. Ba hả? 9, 2, 3. Chín, hai, ba, năm. 9, 2, 3, 5. Chết. Ta sống lại luôn, sống lại luôn. Rồi, khô máu luôn. Đâu rồi, Reaper ơi, chứ không hả? 9, 3, 2, 5, 7. Mình phải lưu lại cái số trước, bởi vì có chết chúng ta cũng sẽ được hồi sinh lại, cho nên nó không có quan trọng cho lắm. Chết nữa rồi. Chín, năm, bảy, chín. Hai. Không có hai số đầu này. 25792. Kiểm tra xem.
Ôi, không biết đúng hay không. Nếu không đúng chúng ta sẽ phải quay lại đánh một trận nữa. Đánh khô máu luôn. Người ta gọi đó là Battle Royale à. Mình sẽ tìm sử dụng lần cuối cùng xem nó sẽ là hint cái gì. Ba năm bảy chín hai. Cái cuối kia của mình là gì? Vậy là mình chỉ sai một số thôi. Rồi, xong. Vứt bỏ cái này luôn. Là mình hồi nãy mình nhớ lộn một số. Rồi, opening ending. Chúng ta xem điều gì đang chờ đón ở nơi này. Finn. Thank you D for playing. Vậy là xong rồi hả? Entirely based ta sẽ đi hết khu này coi có cái gì đặc biệt ở cuối đường hầm. Chúng ta thường nói là cuối đường hầm là đầu tàu xe lửa. Không biết trong Minecraft thì chắc chắn là không có đầu tàu xe lửa rồi. Chỉ có xe lửa thì có Minecraft đó mấy bạn. Xe lửa. Hình use 10 lần sử dụng, 30 phòng sử dụng 10 lần. Quê quá đi. Nhưng mà có mấy cái mình thật sự chịu thua. Mình không biết là như thế nào hết. Thì dùng hint cho nó nhanh. Chúng ta sẽ có gì ở phía cuối này đây. Không có gì hết. Chỉ là bức tường thôi sao? Có tấm bảng gì kìa. Ta có gì đây? Xem nào. Lại xem nào. Hey. Đâu ạ? Correct the CDN ND. Cái này là cái gì không? Với cái tấm này thì bàn bản này nói thì chắc chắn đây là kết thúc của phần Minecraft The Code này rồi. Thì nói như vậy thì series The Code này xin chấm dứt tại đây và xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Các bạn cũng đừng quên hãy subscribe vào channel của mình để biết được những video clip mới nhất. Và chúng ta sẽ đến với series The Code 2 trong một ngày gần đây.